Chúng ta định nghĩa về âm nhạc. Âm nhạc là gì? Âm nhạc là một nghệ thuật kết hợp âm thanh ha, để diễn tả tư tưởng và tình cảm. Như vậy thì âm thanh trong âm nhạc gồm có mấy tính chất. Thứ nhất là cao độ. Cao độ có nghĩa là độ cao thấp của âm thanh, các bạn. Ví dụ ta có trong đây, chúng ta thấy đây là nó cao thấp. Ví dụ đây là nốt mi, mi này là mi thấp, tức là mi trung, ở tọa độ của cái đờn guitar là 4-2, còn cái này là mi, mi tức là 1-1-1-0, nó cao nó thấp, là độ cao thấp của âm thanh. Thì sự cao thấp âm thanh nó tạo ra cái giai điệu. Thứ nhì, trường độ là gì? Trường độ là duration, tức là độ ngân dài của âm thanh, nó tính chất là trường độ nó ngân dài ra. Cũng giống như là thời gian vậy các bạn. Khi mà nói đến trường độ, tức là ta nói đến thời gian. Khi nói đến cao độ là chúng ta nói đến cái giai điệu, cái gì nó đầm bổng. Trường độ chẳng hạn như thấy trong này, cái nốt trắng này sẽ ngân dài bằng hai phách, trong khi nốt đen này chỉ có một phách, và nốt móc đơn này thì nó nửa phách, nó nhanh hơn, và nốt tròn này sẽ dài là bốn phách, mà nó ngân dài ra đây thêm một phách là năm phách. Như vậy thì trong âm nhạc, cao độ và trường độ là cái sức tính chất rất sức là quan trọng của một bài nhạc. Còn hình thức cường độ và âm sắc tính chất là trang trí thôi các bạn. Cường độ là sức mạnh nhẹ khi diễn tấu, và chúng ta thấy rằng là cường độ nó thì nó biểu diễn bằng những cái âm danh từ tiếng Ý, tức là đánh mạnh, đánh nhẹ, khởi động các bạn, cường độ. Còn âm sắc thực là tính chất của mỗi nhạc cụ khi phát ra. Âm sắc tính chất là nó phối 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 à, phối âm, chẳng hạn như tiếng đờn violon khác với tiếng guitar vân vân, thì chúng ta dùng âm sắc để phối hình ảnh tư tưởng vân vân các bạn. Ví dụ như là kèn trung bát thì nó phát ra mạnh mẽ, thì chúng ta là giống như là thúc vương ha, hùng hồn, trong khi kèn saxo thì nó chất lã lướt lãng mạn, là trong những cái bài nhạc xa vân vân. Tiếng guitar là tiếng nói lên những cái tâm sự não nề vân vân, hay là những cái niềm vui của người ta khi mà ta phát ra guitar đánh mạnh lên. Đó là định nghĩa âm nhạc. Vậy chúng ta cần phải học cái tính chất của âm nhạc để làm gì? Tại vì tính chất của âm nhạc để chúng ta mới biết được chúng ta diễn tấu bài nhạc cho nó đúng các bạn. Khi chúng ta nhìn vào bài nhạc thì chúng ta phải biết về thứ nhất là cao độ và trường độ. Một nốt nhạc được xác định, ví dụ một nốt nhạc này xác định bằng cao độ, trường độ và vị trí nó trên nhạc cụ các bạn. Ví dụ nốt la này thì ta gọi là la A3, tức là trên cái đường ngõ nằm ở phím thứ ba. Trên guitar thì tọa độ vị trí nó là 3-2, còn trên cái đờn violon thì nó nằm trên di buông số 2, vân vân. Đó là xác định tính chất âm nhạc. Trường độ của nốt nhạc tương ứng với dấu lặng hay có độ ngân dài trong thời gian bằng nhau. Chúng ta thấy là nó tròn, nó gọi là front note, tức là nó toàn thể, nó tròn mà nó to thế này các bạn, bốn phách bằng nốt đen. Nó trắng thì nó nhỏ một chút, nó nghiêng, và cái đuôi nó gọi là half note, tức là nó phân nửa bằng hai phách bằng hai nốt đen. Nốt đen là đơn vị căn bản, tức là nó bằng một nhịp chân ha, bằng một phách hay một nhịp chân. Nhịp chân chúng ta tính là một một xuống và lên là một nhịp chân. Nốt móc đơn, one eighth note, thì coi như là bằng phần hai phách. Mà khi diễn tả nó móc đơn, chúng ta không có đơn vị mà ta phải là hai móc đơn thì mới bằng một nhịp, chẳng hạn như mí mí vân vân. Móc đôi bằng 1/4 phách. Như vậy thì một cái móc đen thì sẽ bằng diễn tấu được bằng 4 móc đôi. Sau đây chúng ta sẽ coi cái phần tương quan trường độ. Đây là nó tròn, thì dấu lặng tròn nó sẽ nằm như thế này các bạn, bằng 4 phách. Nó trắng thì nó có cái đuôi nó thướng lên, nó bằng hai phách, thì đây dấu lặng trắng nó sẽ nằm ở dưới này, tức là nằm ở khe thứ ba mà nó thụt xuống chút. Các bạn để ý cái này, nó trắng và nó tròn, dấu lặng trắng và lặng tròn khác nhau các bạn. Nó rest đó. Nó đen bằng một phách, thì dấu lặng đen nó gồm hai phần, một là con la quăng thế này, hai là số 7 ngược, các bạn lưu ý cái đó. Nó móc đơn thì đây là dấu lặng móc đơn tương đương, tức là hai cái này diễn tấu bằng 1/2 phách, cái này nghỉ bằng 1/2 phách. Móc đôi 1/4, chúng ta thấy nó có hai cái cờ thế này,
và móc đôi, dấu lần móc đôi thì nó số 7 nó có hai cái ngắn thế này bằng 1/4. Chúng ta có móc 3, móc 4, vân vân, móc 5 nữa. Thì chúng ta chỉ trên dòng nhạc, chúng ta có 3 trường hợp các bạn. Thứ nhất là nốt trên dòng nhạc, thứ nhì là nốt ở trong khe, thứ ba là nốt ở ngoài khuôn nhạc, tức là nốt ở phía dưới và nốt phía trên. Chúng ta sẽ tìm hiểu nốt ở trên dòng nhạc và nốt trong khe. Nhạc thì đó, nó có, đây là dòng thứ nhất. Thì ta dùng là E line, tức là first line các bạn, E line. Còn cái này E là E space, thì là nốt mi. Nốt trên dòng thứ hai là nó son các bạn, vị trí trên cái đàn guitar là 3/0. Nốt trên cái dòng thứ ba là nó C. Nốt trên dòng thứ tư là nó rê, và nó trên dòng thứ năm là nó pha. Tại vì cái này đó là nó trên dòng. Bây giờ nó trong khe. Nó trong khe chúng ta có 4 nốt trong khe các bạn. Thứ nhất là khe thứ nhất, khe thứ nhì, khe thứ ba, khe thứ tư. Chúng ta thấy khe thứ nhất thì gồm có là nó pha, vị trí nó là 4/3. Thứ nhì nó la, tức là khe thứ hai, vị trí nó trên cái đàn guitar là 3/2. Tiếp theo nó đô, vị trí nó là 2/1. Và nốt mi, vị trí nó là 1/0, đó là nó nằm trên dòng và nó trên khe. Như vậy thì nó trên dòng có 5 nốt. Thấy có nó trên dòng thì gồm có 5 nốt ha. Mi, son, si, re, fa và nốt. Ở trong khe có fa, la, do, mi. Còn nốt ở phía dưới khuôn nhạc thì có những nốt nào? Thứ nhất là nó có 3 lần kẽ. Ở trên thì là nốt mi, tức là trên cây đàn là 6/0. Thứ nhì là nốt fa thì có 1 lần kẽ xuyên qua, 1 lần kẽ xuyên lên. Nó son thì có 2 dòng kẽ trên, nó là có 1 dòng kẽ xuyên qua, 1 dòng kẽ trên, nó si, nó đô, nó rê. Như vậy chúng ta thấy là nó phía dưới thông dụng thì ta có là 6 nốt và 7 nốt chứ. Thì 3 nốt này nếu mà trên guitar nó nằm ở trên chi số 6 là 6/0, 6/1, 6/3. Ở trên guitar thì 5/0, 5/2, 5/3 và nó rê là 4/0. Còn nốt ở phía trên khuôn nhạc thì gồm có nó son, nó la, nó si, nó đô, nó rê, nó mi. Chúng ta thấy nó có vấn đề ngược, chẳng hạn như nếu mà lật ngược xuống thì nó đô, lật xuống thì nó đô, mà lên như này thì nó la, nó si, nó đô, nếu mà đảo ngược xuống ở dưới này thì nó la các bạn, nó rê, nó mi. Chúng ta phải để ý chúng ta mới đọc được. Xong một nốt nhạc còn gọi là nó chấm voi, tức là dot chip note các bạn. Nó tròn chấm là bằng 6 phách. Quy tắc để tính cái nốt tròn chấm, tôi thấy là nốt chấm đôi có trường độ bằng nốt đó cộng thêm phân nửa trường độ của chính nó. Chẳng hạn suy ra tròn chấm thì bằng là 4 phách cộng với lại đó là 4 cộng phân nửa, cái chấm này cái giá trị phân nửa cộng 2 bằng 6 phách. Chúng ta xem cái quy luật ta tính. Trắng chấm tức là trắng bằng 2, chấm này là thêm phân nửa trường độ nó thì 2 cộng 1 bằng 3, tức là 3 phách các bạn. Còn nó đen chấm là 1 phần nửa của cái 1 này 1/2, tức là 1/1/2. Nó móc đơn chấm suy ra bằng 3/4. Các bạn lưu ý cái này để chúng ta diễn tấu cho tốt. Riêng cái móc đơn chấm này á, thì nó sẽ diễn tấu trong cái nhịp 2/1, thì cái phần đầu đó là trọng âm. Chúng ta chỉ có cái rất đen là cái phần đơn vị căn bản dễ nhớ đó các bạn. Các bạn lưu ý các bạn, nó có cái nốt chấm này đó. Chúng ta sẽ tính thì nó dễ dàng. Các bạn phân biệt dấu nói ngân dài, tức là side note, và dấu lái, tức là slur, dấu luyến, vân vân. Dấu nói ngân dài là gì? Là dấu nói hai nốt nhạc cùng cao độ. Trường độ của nó thì được tính bằng tổng số các nốt đã được nói lại. Chẳng hạn, theo chúng ta thấy là phân biệt dấu nói ngân dài và dấu lái các bạn, tức là và thêm dấu luyến nữa. Dấu nói ngân dài là dấu nói hai nốt nhạc cùng cao độ. Trường độ của nó được tính bằng tổng số các nốt đã nói. Chúng ta thấy là trong đây nốt la trắng ở đây thì cái dấu này nói dấu nó ngân dài các bạn, được nói bởi hai là nhiều nốt nhạc cùng cao độ, thì chúng ta thấy trường độ nó bằng 5 phách các bạn. Còn dấu lái tức là slur nó, tức là nó hai nốt nhạc khác cao độ, đây gọi là dấu lái. Dấu luyến thì gồm một vòng cung dài gồm nhiều nốt, ý nghĩa là phải diễn tấu các nốt này liền lại. Dấu hóa cho âm nhạc là alteration. Chúng ta thấy rằng là chúng ta thấy là dấu thăng sharp, nó dấu như thế này các bạn, nó làm tăng cao độ nốt nhạc lên nửa cung. Thấy không? Thế trong cái đàn guitar thì nó tính bằng từng nốt. Dấu giác
Hiệu ứng hợp tác tức là chữ B làm hạ nốt nhạc, cao độ nốt nhạc xuống nửa cung. Nốt bình là neutral tức là đem nốt nhạc về vị trí ban đầu. Ngoài ra chúng ta còn có dấu thăng kép và dấu giáng kép nữa các bạn. Bây giờ chúng ta có minh họa trong cái bài dọc lệ đề trang này, chúng ta thấy ví dụ thế này, trong đây có chữ ngày xưa đó thì nó thăng nó sau này được các bạn. Thì dấu mà này là lấy dấu hóa bất thường các bạn, ở trong cái bài này dấu hóa bất thường. Thế là có tác dụng trong cái đường ô nhịp này thôi. Mà ra khỏi ô nhịp thì chúng ta thấy nó không còn giá trị nữa, thành ra muốn thăng lên ta phải ghi nó thăng ở đây. Vậy thì ra những ô nhịp kế tiếp thì nó không còn thăng nữa các bạn. Còn trong những trường hợp những bài nhạc khác á, nếu mà dấu thăng nó nằm ở đầu ô khuôn này á, thì coi như toàn bài nhạc đều phải thăng hết. Các bạn lưu ý cái dấu thăng đó cho nó đúng. Coi như là dấu thăng, dấu giáng nó bất thường, nó chỉ có giá trị ở trong cái khuôn nhạc thôi, ra ngoài khỏi khuôn thì không. Chúng ta sẽ ra coi lại là bốn loại liên ba thông dụng thường gặp. Thứ nhất là liên ba nốt trắng và sẽ bằng bốn phách. Tôi thấy là liên ba nốt trắng đây các bạn, tức là ba nó liên thì tôi thấy là liên ba nốt trắng, nếu mà đúng nó mỗi cái là hai tức là sáu, nhưng mà tôi tính thành bốn phách thôi, cái này ít có sử dụng. Liên ba nốt đen, liên ba nốt đen thì coi như là ba nốt nhịp nó chỉ có bằng hai phách thôi, nó tính như đạo phách các bạn. Rất là thông dụng trong mấy cái bài nhạc bolero, chúng ta lấy liên ba nốt đen. Còn liên ba móc đơn thế này, tức là ba móc đơn thì nó diễn tấu bằng một phách. Các bạn thấy là nếu mà bài nhạc nào có liên ba móc đơn nhiều thì bài đó là thuộc theo như giống như là điệu sì lô rốc. Còn liên ba móc đôi thì ba nốt này tương đương những nửa phách, cho thấy trong ứng dụng trong bài đây là liên ba đen, liên ba nốt đen thì tự nhiên trong có ô nhịp phải tính như sao: đen chấm bằng một phách rưỡi, cái này nửa phách là hai, như vậy thì liên ba còn lại là giá trị nó bằng hai phách. Chúng ta tính là sướng âm là đố mì mì, có nghĩa là ba nốt đen ta tính ta sướng thành hai phách thôi các bạn. Như vậy các bạn lưu ý là các nốt nào mà nó như vậy á, nó là một cái nốt giống nó cái nốt tròn chấm này đó, ba phách như vậy nó cũng là trường hợp của đạo phách, sau này chúng ta học các bạn lưu ý cái này. Trong các hình thức các bạn, chúng ta có ba loại hình thức dấu tắt. Thứ nhất là ribisa tức là dấu lặp lại một đoạn, ribisa thường đi kèm với vector 1 và 2. Chúng ta thấy là dấu lặp lại thì nó có một lần đậm, một lần lợt, hai chấm và đoạn 1, đoạn 2. Chúng ta sẽ minh họa trên bài nhạc. Đó là bài Hoa Sứ Nhà Nàng ha. Còn dấu hoa, dấu sắc nhô tức là báo hiệu lặp lại toàn bài hay là từ chỗ có dấu này. Đó là dấu sắc nhô tức là chữ S có gạch xong hai chấm cái bên nha các bạn. Đây là thiếu 100, cái này là thầy đã viết thiếu 100. Rồi, dấu coda. Dấu coda là giấy nhảy đoạn để chấm dứt bài nhạc. Đây thường thường là dấu tắt đó các bạn, để khi ta gặp coda ta sẽ nhảy từ cái dấu coda này sang cái bài nhạc. Các bạn lưu ý là trong bài nhạc thì cứ ưu tiên đầu sẽ đánh cho dấu lặp lại, sau đó tới dấu hoàng và ưu tiên ba tức là dấu coda. Chẳng hạn như trong bài nhạc này chúng ta thấy đây, cái chỗ này thấy không, tức là chúng ta thấy rằng là đây là dấu lặp lại, ta đánh tới đây, chúng ta thấy cái dấu chúng ta thấy rằng là đây là số 1. Chúng ta lưu ý là chúng ta gặp cái dấu lặp lại đây nữa, chúng ta sẽ quay lại từ đầu, ta đánh hết bài này, sau đó chúng ta sẽ đánh số 1, ta nhảy cái 1 đi các bạn. Ta qua cái phần kế tiếp là dấu 2, ta đánh hết.